Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Dạ. Yeah. Con xà không? Dạ. Yeah. Con xà không? Cái không. Cái này hết pin thì kéo tải lên rồi. Cái gì? Xà. Xàm rồi, à, không tải à? Hết pin thì tải không mất này. Tí nữa. Cái trên này có sạc đó anh. Không có. Sao mình cầm lên luôn đi, đợi que cái máy này mà. Tí nữa lên pin thì bạn. Wi-Fi vào. Tí nữa nghỉ đã, đang làm tại bốn mẹ lâu lâu. À, đây còn dây tai xì này. Trên đây nó có dây tai xì. Chứ rồi. Cái dây nó trò lá rồi đó. Ừ, để một cái dây ở đây thì cứ mạnh mày để tao vào. Đây á.
Vậy thì mình đã tô màu xong nha các bạn nha.